Sáng ngày 20 tháng 7, trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo vụ thầy giáo mắng học sinh là đầu trâu, đầu chó ngay trên lớp. Thầy giáo trong vụ việc là thầy Ca, chủ tịch công đoàn trường, giáo viên dạy ngữ văn, đã có lời nói thiếu chuẩn mực trước học sinh trong tiết dạy ngữ văn được camera ghi lại. Thầy Ca đã có bản tự kiểm và cho rằng những lời lẽ nặng nề đó xuất phát trong cơn tức giận, không hướng đến học sinh cụ thể khi có một số học sinh nói chuyện riêng, nằm xuống bàn, quay ra ngoài. Thầy Ca cũng nêu rõ bản thân đã nhận thức được khuyết điểm của mình nên ở tiết học tiếp theo đã chủ động làm hòa và xin lỗi lớp. Đại diện lớp cũng đã xin lỗi tôi và hứa hẹn không làm việc riêng, không nói chuyện nữa. Thầy Ca thừa nhận đó là hình ảnh xấu xí ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, của đơn vị và ngành giáo dục tỉnh nhà, từ đó tạo nên tâm lý không tốt cho học sinh. Tuy nhiên, những sai phạm của cá nhân là bộc phát, thiếu kiềm chế, động cơ không xấu nên chưa đến mức phải xem xét kỷ luật. Phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã ký văn bản đề xuất chưa đến mức xử lý kỷ luật đối với thầy Ca.